về già, không nên cúng dỗ ông bà tổ tiên nếu chưa biết điều này. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, đám dỗ của người Việt không chỉ là một ngày mà con cháu thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa với truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt mình. Ngày dỗ hay còn gọi là ngày kỵ nhật, là ngày hàng năm người sống làm đám dỗ mời gia tiên cùng với người thân đã khuất trở về nhà. Đồng thời cũng là dịp để con cháu tụ họp, bày tỏ sự thương nhớ, hiếu kính đến cha mẹ ông bà và cầu mong sự phù hộ che chở đến toàn thể con cháu dòng họ mình. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Liệu có thể cúng dỗ trước 2 ngày có được không hay phải đúng ngày? Nên cúng dỗ lúc mấy giờ và nên làm món gì là câu hỏi nhiều người băn khoăn. Vậy thì kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện sau để tìm ra những câu trả lời nhé. Hôm qua tôi gọi điện, nghe giọng mẹ gay gắt. Kỳ dỗ tới đây, mẹ phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Thàm làm thì cũng vừa vừa, 2 tỷ chưa no hay sao mà phải ăn tàn tán tận như vậy. Nghe sơ sơ, tôi liền hiểu chuyện gì. Nhà ngoại tôi có 4 người con gái, dì cả dì hai, mẹ tôi là thứ ba và dì út. Bà chị đầu đi lấy chồng khác làng, còn dì út ở lại ngay trên mảnh đất đầu tiên để sinh sống và thờ tự. Gần đây quê tôi sốt đất, dì út cắt đôi khu vườn bán được hơn 2 tỷ đồng, bảo để lại làm nhà thờ. Nhưng thực tế, nhà thờ và lăng mộ năm ngoái có ông bác từ miền Nam trúng số độc đắc nên đã gửi tiền về xây. Dì bán đất chỉ chi ra một phần rất nhỏ để trang hoàng, sơn sửa lại mộ, còn đâu dì gửi ngân hàng làm của riêng. Dì hai bảo, nó là màu che mắt thiên hạ, hợp thức hóa chuyện bán đất thôi, chứ xây lăng đắp mộ gì. Chuyện chưa xong, tháng trước dì út lại cắt bán nốt chỗ đất trống còn lại mà không bàn bạc với ai. Vậy là khu vườn vốn rộng mấy công đất giờ chỉ còn vừa gọn một ngôi nhà. Dì sang tên đổi chủ, làm mọi việc trong lặng lẽ. Đến khi các chị biết thì mọi sự đã rồi. Mọi người ức lắm, nhất là người có tính phổi bò như mẹ tôi. Tôi không hình dung nổi quả bom mâu thuẫn này sẽ phát nổ như thế nào trong ngày dỗ bà sắp tới. Chắc chắn nó sẽ gây sát thương rất lớn. Tình chị em lung lạc là chuyện trong tầm tay. Tiền là bạc, người đời nói không sai. Những kỳ dỗ cách đây khoảng 10 năm về trước, khi ai cũng nghèo mà mỗi lần gặp đều ấm áp hân hoan. Ai có gì góp nấy tùy vào điều kiện gia đình. Mẹ tôi lấy chồng làng Thắp, sát bờ sông nên nhà hay nuôi vịt. Ngày dỗ mẹ sẽ cột đôi vịt béo nhất cho vào giỏ, rồi sớm tinh mơ trở lên nhà dì út. Tôi nhớ mãi tiếng bọn vịt mới sáng đã bị bắt đi nên quàng quạc om sòm, lông lá bay đầy trên con đường làng dài sỏi. Dì đầu lấy chồng vùng đồi, nhà hay trồng nếp, dì gánh về góp đủ đồ một nồi xôi to. Còn dì ba làm nghề bán bánh ít, bánh gai, bánh chưng, nên mâm cúng của dì mang theo luôn xanh ngắt màu lá. Mỗi người mỗi sản vật nhà làm. Các cháu đến ngày cũng về tề tựu góp mặt. Người vặt lông vịt, người bắc nồi nước, người vo nếp nấu xôi. Quay đi quay lại, mấy món xôi nếp vịt luộc, miến hoặc rau củ xào lòng mề. Thời đó thiếu thốn, bữa cỗ đơn sơ ấy trở thành bữa tiệc lớn với hầu hết mọi người. Ăn uống ngon lành, chuyện trò đầm ấm, ai cũng kể chuyện vui chuyện tốt. Chị em nhắc nhở động viên nhau làm ăn. Thế rồi theo thời gian, khi cuộc sống càng khá lên thì những kỳ dỗ chạp lại kém vui dần. Để nhanh gọn lẹ, bốn dì chia đều tiền góp rồi đặt mâm cho dịch vụ nấu nướng, giao đến tận nơi. Khách mời cũng đông dần lên. Mẹ tôi là người đơn giản, mẹ bảo, sao không giữ nếp cũ, chỉ người trong nhà như xưa? Nay mời họ hàng chú bác thêm làm gì? Dì út lập tức cãi, hồi xưa nghèo khác, giờ khấm khá rồi phải khác. Chị không nghe người ta nói câu một miếng giữa làng bằng một chàng trong bếp à? Khi khó không mời được chú bác đã đành, giờ mình phải ráng để nhộn nhịp lên, hoành tráng lên. Nhà toàn đàn bà con gái, đừng để người ta khinh. Dì hai với mẹ tôi một phe, chìm vào, khinh là khinh thế nào? Mình có ăn cắp ăn trộm, sống bạc nhược với ai đâu mà sợ khinh. Việc chi phải dòng họ thì cũng ở nhà thờ chung,
đông đúc mọi người. Còn dỗ cha dỗ mẹ, dỗ mấy thì làm mấy, nhỏ to. Thiếu đủ gì là do suy nghĩ của mình. Thế thì khi họ mời chị đi dỗ, chị đừng đi. Chả lẽ sống mà chỉ đi ăn khách, còn mình thì chăm chăm tinh gọn, tiết kiệm, đơn giản mà coi được à? Dì Út vặn lại. Những cuộc chiến như vậy cuối cùng cũng ngã ngũ giữa đơn giản và linh đình. Thực tế luôn diễn ra theo hướng linh đình ở làng. Tâm lý sợ thua thiệt và người khác khinh rẻ bao giờ cũng tồn tại. Người muốn đơn sơ sống chủ động theo ý mình đếm trên đầu ngón tay. Ngày dỗ ngoại vào tháng 8 âm lịch tới đây, dì Út bán đất có nhiều tiền nên mọi người không đóng góp nữa. Ngày đầu dì đã đặt dịch vụ đến hơn 10 mâm cỗ, thuê giàn loa xịn nhất xã về để xa hoa. Sau khi phần lễ đã lo xong, mẹ hỏi tôi, con nghĩ sao? Mẹ có nên nói hết khúc mắc về chuyện đất cát và cả chuyện dỗ chạp không? Dỗ là việc chung, phải bàn bạc để thuận trên hợp dưới. Không phải có tiền là tự ý quyết được. Dỗ chứ có phải đám cưới đâu, mà phải loa đài rình rang, ẩm ý xóm làng. Tôi chưa biết trả lời mẹ thế nào. Tôi chỉ mong nếu bà ngoại linh thiêng thì bà đừng ghé về. Nhìn thấy con cháu trong ngày dỗ mẹ lại gặp gỡ để ăn thua đủ, choạng nhau. Chắc bà buồn lắm. Nhưng nếu mẹ tôi không nói ra thì với tính cách có tiền là thích gây ấn tượng như dì Út, những kỳ dỗ ấm cúng thiêng liêng sẽ sớm biến tướng thành những bữa tiệc xa cách, thừa mứa và linh đình. Thực tế ngày nay, việc tổ chức ngày dỗ linh đình đã không còn xa lạ với chúng ta nữa. Nhiều cha mẹ Việt rơi vào cảnh bị bỏ bê lúc già yếu. Khi mất đi, con cái biến thành những cụ cố hồng trong tác phẩm Hạnh phúc của một tang gia. Của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Nhân vật cụ cố hồng có một sở thích quái đản, ngoài 50 nhưng muốn người khác gọi cụ bằng cụ cố. Ông có một suy nghĩ quái gở không kém. Ông ta sung sướng đến ngất ngây vì nhờ có cái chết thật của cha mình mà được mọi người chú ý. Vui vì được diễn trò già yếu trước mọi người, rồi ông ấy mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo để người ta nghĩ, ối kìa, còn già nhơn, đã già thế kia kìa. Tác phẩm này được Vũ Trọng Phụng viết năm 1936. Gần một thế kỷ sau, chúng tôi vẫn thấy trên đời vẫn còn nhiều cụ cố hồng. Bởi có một nghịch lý xảy ra ở nhiều gia đình Việt. Đó là khi cha mẹ còn sống thì xem đó là một gánh nặng, bỏ bê không quan tâm chăm sóc. Khi cha mẹ mất thì bày trò khóc lóc, làm tang ma thật to. Khi dỗ chạp thì làm linh đình để ai cũng biết mình là hiếu tử. Thứ hai, ông bà nội tôi có 3 người con. Cha tôi là con đầu, sau có em gái và em trai út. Ông nội tôi mất đã lâu, bà nội tôi thì mới vừa mất năm rồi. Cha tôi đi làm ăn và lập gia đình ở xa. Nhà cửa ruộng vườn đều rơi vào tay chú thím tôi. Bà nội tôi có hàng chục năm trời sống tuổi già cô quạnh và khổ sở khi ở với chú thím. Mỗi lần gia đình tôi về quê thăm bà, hàng xóm ai cũng tố cáo chú thím tôi thờ ơ, không quan tâm bà nội tôi. Dù cha mẹ tôi rất muốn đón bà về nhà để chăm sóc, nhưng đành bất lực. Lý do thứ nhất là bà tuổi cao, đi lại không tiện. Lý do thứ hai là bà chỉ muốn ra đi trong chính ngôi nhà của mình. Thứ ba là dù đi lại thuận tiện và bà bằng lòng đi, nhưng chú thím tôi sẽ nói không. Vì chú thím tôi là những ông cụ, bà cụ hồng, thời hiện đại. Chú và thím tôi đi làm ăn xa, giao lưu, nhiều quan hệ rộng nên rất mong chờ đến đám tang của bà tôi để lấy tiền phúng điếu. Thật đau lòng. Con của chú thím đi học trên Sài Gòn, chú ở nhà thì trông hàng tạp hóa, thím thì đi buôn chuyện không ở nhà. Vậy là họ bỏ mặc bà tôi ở trong nhà một mình thường xuyên. Cơm không đúng giờ, nước không đúng chỗ. Có lần về thăm, bà nắm tay tôi và nói, nhiều lúc thèm uống nước rửa lắm nhưng không dám bảo tụi nó đi mua. Rồi bà tôi cũng về chầu trời, đúng như điều mà ai cũng đoán. Chú thím tôi nức nở khóc lóc, gào thét ngay từ lúc còn chưa làm lễ nhập quan cho bà. Người ngoài ở xa đến viếng, chắc tưởng họ thường ngày chăm sóc chu đáo. Đến nay quá xót thương trước sự ra đi của bà. Đám tang bà tôi tổ chức to, nhạc lễ đầy đủ. Cúng heo quay và những món ăn mà sinh thời bà tôi chưa được ăn, rất linh đình. Sau đám tang, tổng kết lại tiền phúng điếu hơn 100 triệu đồng. Nghiễm nhiên tiền đó để xây mộ phần cho bà hết vài chục triệu.
số còn lại vào tay chú thím tôi. Quý vị thân mến, ngày giỗ là ngày được tổ chức vào đúng ngày mất theo âm lịch của người được thờ cúng. Ý nghĩa của giỗ là để nhắc nhở con cháu về những người đã đi trước, gắn kết tình cảm của các thành viên trong cùng một gia đình, dòng họ. Nhà giàu thì tổ chức làm giỗ linh đình, mời người thân trong dòng họ, bạn bè gần xa, anh em bằng hữu về dự. Người nghèo thì chỉ cần lưng cơm, đĩa muối, quả trứng, ba nén nhang, một đôi nến và vài món ăn giản dị, cũng đã có lòng thành kính đối với người đã mất. Đám giỗ cũng là một dịp để anh em họ hàng gặp nhau, thăm hỏi, kết nối, gắn chặt tình thân, là dịp để cùng nhau ôn cố tri tân, nhắc nhở người đã khuất. Quả thật, tổ chức cách này hay cách khác là tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của từng gia đình, nhưng phải làm sao đảm bảo tinh thần đoàn kết vui vẻ, ấm cúng trong họ hàng. Hơn thế nữa, giỗ chạp phải đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự, không nên nhậu nhẹt say sưa quá đà, sinh ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Không gây ồn ào ca hát karaoke, làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Không nên vì sĩ diện mà tổ chức đám giỗ thật linh đình, để rồi sau đó lại đùn đẩy nhau khoản chi phí đặt tiệc. Gia đình già mất đoàn kết. Tưởng nhớ người thân là một điều cần thiết, nhưng phải tổ chức đám giỗ sao cho phù hợp với không gian, thời gian, điều kiện sống. Lòng tôn kính thương tiếc người đã khuất phụ thuộc vào việc con cháu phải nhớ ngày người mất để làm giỗ, không liên quan đến việc làm giỗ lớn hay nhỏ. Đừng nên biến một phong tục tốt đẹp thành hủ tục, quý vị nhé. Quý vị thân mến, cúng đám giỗ là một trong những hoạt động tín ngưỡng tồn tại từ lâu đời và được lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ ông bà tổ tiên đến con cháu. Con người ta dù giàu hay nghèo, dù sướng hay khổ, cũng không bao giờ tránh khỏi quy luật luân hồi, sinh, lão, bệnh, tử. Người mất không phải là hết, họ chỉ là đi đến một nơi khác tốt đẹp hơn. Đám giỗ chính là ngày con cháu tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người đã khuất, là một ngày trọng đại và là phong tục tập quán của người dân Việt Nam. Ngày nay, tất cả các con cháu dù ở xa đến đâu, công việc có bận rộn đến nhường nào đều tạm gác lại hết để trở về sum họp, để cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cúng đám giỗ. Bất kỳ ai cũng mong muốn dâng lên những mâm cơm cúng giỗ ngon nhất, những nén hương thành kính nhất như một lời mời những người đã khuất trở về nhà cùng con cháu. Bên cạnh đó, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho tất cả các thành viên trong gia đình luôn bình an, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Mâm cơm cúng đám giỗ đơn giản hay cầu kỳ sẽ phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Miễn sao mâm cơm là cả tấm lòng thành kính, tôn trọng của con cháu dâng lên gia tiên. Đám giỗ đối với người đã khuất sẽ gồm 4 ngày cúng giỗ quan trọng, bắt buộc gia đình và con cháu phải nhớ. Đó là cúng giỗ 49 ngày, cúng giỗ 100 ngày, cúng giỗ đầu và cúng giỗ thường. Mỗi giai đoạn tổ chức cùng đám giỗ sẽ có những điều kỵ, lời khấn cũng như lên menu khác nhau. Các giai đoạn tổ chức cúng đám giỗ. Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ 4 giai đoạn cúng đám giỗ phổ biến của người dân Việt Nam. 4 giai đoạn cúng đám giỗ này là truyền thống phong tục của ông cha ta. Các bạn nên hiểu kỹ để chuẩn bị cho đám giỗ cùng người thân thật chu đáo nhé. Tổ chức cúng giỗ 49 ngày. Theo những lời Phật dạy, con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ được dẫn xuống âm phủ bằng cách đi qua cầu Nại Hà. Tại đền Yên Túc, các linh hồn sẽ ngồi chờ luận tội phúc nghiệp nơi trần gian. Chiếu luận tội sẽ được diễn ra 7 ngày một lần, tổng cộng có 7 quan môn địa ngục mà các linh hồn phải trải qua. Cái này được gọi là lễ thất tuần hay còn gọi là cúng 49 ngày. Tùy vào tội nghiệp hay phúc phần người mất tạo ra ở cõi trần mà sẽ được tái sinh vào cảnh giới tương ứng. Nếu khi còn sống, luôn làm điều thiện, tâm thành hướng Phật sẽ về cảnh giới an lành. Còn nếu gieo nhiều nghiệp chướng, làm nhiều điều ác, tất nhiên sẽ về cảnh khổ. Cúng giỗ 49 ngày là ngày con cháu chuẩn bị lễ vật dâng lên tổ tiên, cầu kinh niệm Phật, cầu mong người mất ra đi thanh thản, không vướng bận bụi trần. Nói cách khác, 49 ngày chính lễ cầu siêu, mong cho con người ta thoát khỏi những khổ đau, hận thù, buông bỏ điều ác, hướng tới điều lành, vượt qua cảnh giới khổ cực mà đến với cảnh giới an lành. Sau 49 ngày, linh hồn người đã khuất được gia đình gửi vào nương tựa cửa Phật để hưởng phước lành.
Tuy nhiên, trước khi đến cúng giỗ 49 ngày, con cháu ngày nào cũng phải dọn mâm cơm cúng, mời người đã khuất về nhà, nhận cơm cúng và nghe tụng kinh niệm Phật cho linh hồn thanh tịnh. Việc cúng cơm còn thể hiện sự thành kính tiếc thương đến người đã khuất. Ngoài ra, cúng đám giỗ 49 ngày, người thân sẽ tổ chức mâm cơm mời bạn bè thân hữu, bà con làng xóm đến dự như một lời cảm ơn họ đã đến đưa tiễn người đã về nơi yên nghỉ. 2. Tổ chức cúng giỗ 100 ngày. Nếu như cúng giỗ 49 là bữa cơm giúp người mất siêu thoát, quyết định họ sẽ thọ sanh vào cảnh giới nào, thì cúng giỗ 100 ngày giúp tăng phước phần cho người đã khuất. Cúng đám giỗ 100 ngày còn được gọi là lễ thôi khóc. Trong khoảng thời gian này, âm hồn của người khuất vẫn quanh quẩn bên người thân, chưa an tâm ra đi nên cần làm cúng giỗ 100 ngày để người mất thanh thản ra đi, vương bỏ bụi trần về miền cực lạc. Cũng kể từ ngày này, con cháu trong gia đình sẽ tạm thôi thương khóc, đau buồn, gác lại mà trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nhưng tấm lòng đối với người đã khuất vẫn không bao giờ vơi đi. Cúng giỗ 100 ngày không cần tổ chức lớn mà chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình. Con cháu sẽ sửa soạn mâm cơm cúng dâng lên gia tiên và đọc văn khấn nhằm gửi đến những mong muốn rằng người mất vẫn luôn dõi theo bảo vệ, phù hộ cho những người còn sống luôn luôn được bình an. Mâm cơm cúng đám giỗ phải chứa đựng tình cảm và sự chân thành của con cháu. 3. Tổ chức cúng giỗ đầu. Giỗ đầu được diễn ra sau một năm kể từ ngày người mất yên nghỉ. Khi tham gia buổi cúng lễ, con cháu đều phải mặc đồ trắng, quỳ lạy trước ban thờ người đã khuất nhằm thể hiện sự thành kính. Thậm chí vì còn quá thương nhớ người đã mất mà vẫn khóc thương trong ngày này. Con cháu sẽ chuẩn bị cúng đám giỗ rất chu đáo, nghiêm trang và mời thêm bà con làng xóm tới dự bữa cơm thân mật cùng gia đình. Vậy, cách cúng đám giỗ sao cho đúng? Nên dùng các món chay đám giỗ hay món mặn cúng? Theo Phật dạy, ngày giỗ đầu tránh sát sinh, giết hại con vật mà thêm tội cho người đã mất. Con cháu chỉ dâng lễ cúng chay, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tạo nhiều phước lành. Chỉ với nén hương thơm, mâm hoa quả cũng có thể dâng lên gia tiên, miễn sao tâm thanh tịnh, lòng thành kính trang nghiêm. 4. Tổ chức cúng giỗ thường. Con cháu sẽ tiến hành hóa hết quần áo, khăn tang, phướn, cờ, gậy, kết thúc kỳ tang sau 2 năm kể từ khi người mất qua đời. Lễ đại tường, giỗ hết tang, là ngày bát hương của người mất sẽ được chuyển lên cùng với ban thờ tổ tiên. Sau khi tổ chức giỗ hết tang, thì từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm vào ngày mất của người quá cố, gia đình sẽ tổ chức ngày giỗ thường. Sau 3 năm, sự đau buồn cũng vơi bớt đi phần nào, nên ngày cúng giỗ được coi như ngày sum họp gia đình. Con cháu về quây quần bên mâm cơm, tưởng nhớ người đã khuất, tình thân như được bền chặt hơn. Các công việc cần làm khi tổ chức cúng giỗ. Cách cúng giỗ sao cho hợp lý, cần chuẩn bị cơm cúng như thế nào, đọc văn khấn ra sao thì mọi chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ trong phần tiếp theo ở phía dưới. 1. Chuẩn bị mâm lễ cúng đám giỗ. Mâm lễ cúng đám giỗ cũng có sự khác biệt theo phong tục tập quán của từng vùng miền hoặc điều kiện kinh tế mỗi gia đình. Đối với người dân miền Bắc, cho dù kinh tế ra sao vẫn sẽ đều chuẩn bị mâm cơm cúng hết sức đầy đủ. Mâm lễ cúng đám giỗ luôn có các món không thể thiếu như gà luộc, xôi, xôi trắng, xôi gấc, xôi đậu xanh, các món giò, bánh chưng, nem rán. Ngoài ra, tùy theo khẩu vị của từng gia đình sẽ có thêm thịt quay, thịt kho tàu, miến xào lòng gà, canh măng, thịt đông, dưa chua, nộm măng. Đối với người miền Trung, mâm cơm cúng đám giỗ phải đầy đủ các món xào, món canh, các món chế biến từ thịt và các món chế biến từ tôm cá. Có thể kể đến một số món đặc trưng như thịt vịt luộc chấm mắm gừng, thịt bò nướng, nem chả, cá chiên, tôm rang, canh khổ qua nhồi thịt, canh hầm thịt bò, rau củ xào với thịt. Nếu miền Bắc, bánh chưng được biểu hiện cho sự may mắn thì miền Trung sẽ được thay thế bởi bánh tét và các món nộm sẽ được thay thế bằng các món muối chua như hành muối chua, củ kiệu muối chua. Đối với người dân miền Nam thì mâm cơm cúng đám giỗ sẽ không cầu kỳ vì theo vùng miền quan niệm người mất thì cũng đã mất rồi, chỉ cần con cháu trở về đông đủ là được. Mâm cơm sẽ có các món hầm, món luộc, món xào và món kho. 2.
tiến hành cúng và đọc văn khấn. Sau khi chuẩn bị mâm cơm cúng đám giỗ đầy đủ, tươm tất, gia đình sẽ bày lên bàn thờ gia tiên, dâng hương và bắt đầu đọc văn khấn. Mỗi giai đoạn cúng giỗ sẽ có bài văn khấn khác nhau. Đọc văn khấn có thể đọc thành tiếng hoặc đọc thầm, miễn sao thành tâm là được. 3. Hóa vàng. Sau khi tiến hành xong các thủ tục trong quá trình cúng đám giỗ, gia đình sẽ tiến hành đốt tiền vàng mã, quần áo, nhà cửa, xe cộ bằng giấy, với mong muốn dâng lên người thân, hy vọng lời cầu khẩn sẽ được ban trên nghe thấu. Gia đình luôn được bình an, gặp nhiều may mắn, làm ăn thịnh vượng. Các điều kiện kỵ trong cúng đám giỗ. Để một nghi lễ cúng đám giỗ diễn ra trang nghiêm, mâm cơm cúng được chuẩn bị chu đáo thì gia đình cần tránh vấp phải những điều kiêng kỵ sau. Tuyệt đối không được ăn vụng trong quá trình nấu nướng và bày biện món ăn để cúng. Không được đùa giỡn trong quá trình cúng đám giỗ. Không được mặc quần áo sơ sài để cúng đám giỗ. Trên đây là toàn bộ thông tin về cách cúng đám giỗ mà các bạn nên biết. Mong rằng các kiến thức về cúng đám giỗ do chúng tôi chia sẻ sẽ giúp các bạn nhiều kiến thức để tổ chức ngày giỗ cho người thân thật chu đáo và ý nghĩa. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Cánh cò quê hương. Tôi khom người bước qua giàn bầu của má, giàn bầu lúc lều trái. Má trồng giàn bầu này từ khi tôi còn bé xíu. Hễ dây bầu trước già nua thì má lại đem hạt bầu gieo thành mầm xanh, trồng thành dây bầu mới, bò khắp giàn. Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần đi học về, dỡ lồng bàn ra, tôi đều thấy có tô canh bầu đợi sẵn. Ăn hoài thành ngán. Tôi nói, má đừng nấu canh bầu nữa. Xa hơn nữa là khi tôi còn đắm mình trong thế giới của cổ tích, mỗi lần thấy bầu ra trái, tôi đều năn nỉ má dành trái bầu to nhất, đẹp nhất cho tôi cất lên giàn. Biết đâu một lúc nào đó, có người bước ra từ quả bầu huyền thoại ấy. Giờ thì giàn bầu vẫn đang sai trái. Bao nhiêu năm qua, má tôi vẫn tận tụy chăm bón cho dây bầu. Má vạch lá bắt từng con sâu. Bầu nhiều má tôi không bán mà đem cho hàng xóm. Hàng xóm ăn hoài cũng ngán. Má để trước nhà, viết lên tấm bảng nhỏ mấy chữ. Bầu cho không bán, ai ăn thì lấy. Vậy mà cũng ế. Tôi dẫn Cubin về chơi với má ít hôm. Đang vào mùa hè, tôi và Cubin khá rảnh rỗi. Tôi nói má chiều nay hái bầu nấu canh hay xào mỡ ăn cho mát. Má đùa, bộ hết ngán rồi sao? Tôi cười, chợt nhớ những năm tháng xa quê. Thứ tôi nhớ nhất, nhiều nhất chính là những món ăn má nấu, trong đó có canh bầu ngọt thanh. Hai bà cháu Cubin đang lúi húi cắt bầu. Mái nhà tỏa khói, những đụm khói bếp ấm áp và thơm nồng chợt vây lấy tôi, đưa tôi về ký ức tuổi thơ, khơi nhắc cho tôi những ngày tháng bình yên nhất đời. Thuở ấy chưa có Cubin trong đời, còn tôi thì thằng Cubin của hiện tại, lúc nào cũng cui cút đi theo má ra vườn, ra sông, ra đầu làng, ra chợ xa. Ngồi trong nhà tôi nghe má với Cubin tíu tít trò chuyện. Chỗ này nè, ngày xưa má con chộp con ong vỏ vẽ, tưởng là đom đóm, kết quả là cái tay sưng vù, má con khóc cả ngày trời. Cubin của ngoại bây giờ can đảm hơn nhiều. Má kể, Cubin cười vang. Tôi biết thế nào Cubin cũng sẽ đem chuyện đó ra để trêu chọc tôi. Phía xa xa, trên cánh đồng có những cánh cò trắng rời mặt nước vỗ cánh bay lên bầu trời hoàng hôn. Những cánh cò mang trên mình hình hài của quê hương. Những cánh cò mang trên mình hình hài của quê hương, của thân thương bình dị. Mấy lần tôi nói với má lên thành phố sống cùng tôi và Cubin, nhưng má không chịu. Thỉnh thoảng má bắt xe lên thành phố thăm hai mẹ con tôi. Má mang theo lỉnh kỉnh, buồng chuối xanh, cặp gà mái, giỏ trứng, vài trái bầu cắt ra thành từng khúc. Tôi nói với má, ở thành phố có thiếu gì đâu, má mang lên chi cho cực, chỉ cần má lên chơi với con và Cubin là vui nhất rồi. Nói thì nói vậy, chứ tôi vẫn trông đợi quà của má. Như thuở ấy, mỗi lần má đi chợ về, tôi đều háo hức đợi quà. Quà má chẳng có gì nhiều ngoài ít bánh ngọt chuối hương, nhưng đó là niềm vui tuổi nhỏ của tôi. Mấy ngày có má ở thành phố, tôi đi làm về hay Cubin tan học về, đều có cơm canh đợi sẵn. Hai mẹ con tôi không phải ra hàng quán để ăn vội vã.
Má nói ăn vậy thiếu chất, sao cháu ngoại của má mập mạp được. Cụ Bình hứng khởi lắm. Thằng bé nắm tay bà ngoại, rôm rả kể biết bao nhiêu chuyện ở trường, ở lớp. Má dạy cụ Bình học, dẫn cụ Bình đi dạo. Thằng bé cứ nói, có bà ngoại sướng nhất. Tôi cười, khoảng khắc ấy tôi vừa thương con vì tôi không đủ thời gian để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Vừa ao ước có má bên cạnh. Ba về trời từ khi tôi còn bé xíu, các anh chị tôi cũng đã có vợ có chồng, sống nơi xa xôi. Lắm lúc mới có dịp về thăm má. Má sống thui thủi một mình, sớm chiều chăm bón khu vườn đầy rau và hoa. Tôi nói, má ra phố ở với mẹ con ha. Má suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, lâu lâu má ra chơi thì được, chứ ở luôn má không quen. Má vốn quen cảnh ruộng vườn, không quen cuộc sống thị thành đông đúc. Tôi giả bộ giận. Má ngồi sau lưng vuốt tóc chải tóc cho tôi, giống như ngày xưa má thường lấy bồ kết nấu thành dầu gội đầu, rồi thoa lên tóc tôi, chải chuốt cho tóc dài, tóc mượt. Một phần cũng vì má không nỡ để ba mày lạnh lẽo, cô đơn trên mảnh đất quê hương. Nói đến đây, má tôi nghẹn lại. Tôi cầm lòng không đặng nên bật khóc. Má nói vậy thì tôi làm sao giận má cho được. Tôi biết má thương ba tôi nhiều lắm. Chừng ấy năm má không đi thêm bước nữa mà ở vậy để nuôi anh em tôi khôn lớn. Cũng có người mai mối muốn má tôi có một tấm chồng để đỡ đần mọi việc. Nhưng má tôi một mực không chịu. Má sợ chúng tôi phải khổ. Biết là người ta có thương anh em tôi như con ruột hay không? Cả đời má sống vì chúng tôi. Đến khi má già nua, tóc màu xương gió, anh em tôi lại rời xa má, để má đơn độc trốn quê nhà. Tôi thương má quá. Cụ Bình đã ngủ say tự hồi nào, đầu con gối lên đùi bà ngoại. Má tôi lấy quạt mo phe phẩy quạt cho cụ Bình. Con chìm sâu vào giấc ngủ yên lành. Má luôn là bờ vai vững chắc, là lá chắn của đời tôi. Ngày tôi còn là cô sinh viên ngành sư phạm, vừa học vừa gõ đầu mấy đứa trẻ trong một xóm trọ nhỏ ở thành phố để kiếm cơm. Mỗi lần nhớ má, tôi lại bắt xe đò về quê, ôm má một cái thật lâu, kể cho má nghe biết bao nhiêu là chuyện trên thành phố. Rồi đi, tôi dặn má đừng tiễn tôi ra đầu làng, bởi tôi bịn dịn thì sẽ bật khóc thành tiếng. Ngày tôi biết anh không còn yêu tôi nữa, tôi dẫn cu Bin về với má. Khi cu Bin ngủ, tôi gục đầu vào ngực má khóc cho trôi hết những tủi hờn của cuộc đời. Má lau nước mắt cho tôi an ủi. Có gì đâu, con còn có má, cụ Bình còn có ngoại. Vui lên mà sống, đời đâu chỉ có bấy nhiêu thôi. Giờ thì tôi không còn mỗi đêm soạn giáo án, khi bản thân lọt thỏm trong bóng tối và bộn bề suy tư, lại gục mặt trên bàn khóc hết nước mắt. Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ cho cô Bin và cả má tôi nữa. Cô Bin cần được tôi giáo dục đến nên người. Tôi vừa đóng vai trò của ba, vừa là người mẹ bao dung, thấu hiểu, che chở, nâng đỡ cho con từ bước đi đầu đời cho đến ngày con khôn lớn. Má nói, hai mẹ con sống vậy cũng yên ổn rồi. Khi cô Bin hiểu chuyện, nếu con có muốn đi thêm bước nữa thì má và cô Bin cũng sẽ ủng hộ. Đàn bà sống đơn độc thấy vậy chứ tội lắm. Má cũng trong cảnh đó nên má biết. Tôi lắc đầu cười cười. Thôi má ơi, có cu Bin là con hạnh phúc nhất đời. Có còn mong cầu gì nữa đâu. Chuyện khác thì tùy cho duyên số. Tôi với cu Bin ở trong căn nhà mà anh để lại, sang tên hẳn cho tôi, như một sự bù đắp, dù không trọn vẹn. Tôi cũng đồng ý không một lời oán trách. Chúng tôi chia tay theo cách của những người văn minh. Mỗi cuối tuần anh thường đến để đón cu Bin đi chơi. Thấy tôi, anh cũng nói cười cười, chứ chẳng lạnh lùng gì. Còn tôi, đôi lần tôi thấy tim mình nhói lên, bao ký ức đẹp về một mái nhà, có ba con người quây quần mỗi bữa cơm, mỗi khi đêm xuống, lại trỗi dậy. Có lẽ tôi là người mang nhiều tâm sự hơn cả, vì lúc xa anh, tôi còn yêu anh rất nhiều. Hai mẹ con sống lủi thủi cũng buồn, tôi nói má lên ở cùng mà má từ chối hết lần này đến lần nọ. Tôi biết má vẫn còn thiết tha vô cùng với mảnh đất quê hương, má vẫn giữ lấy tấm lòng chung thủy son sắc với ba, vẫn muốn được cận kề để chăm sóc mộ phần của ba.
đi du lịch chơi nhà má. Mình đi núi, đi biển, đi xe lửa, đi máy bay cho biết. Má nhìn tôi đăm đăm. Tôi biết má thích lắm, chỉ lo lắng sức khỏe không còn đủ để ngồi xe đường dài. Đôi chân không còn mạnh để đi cho cùng hết những nơi tôi muốn đưa má đến. Lịch trình tôi tự sắp xếp. Vé tàu, vé máy bay tôi đã book cả rồi. Giờ chỉ còn đợi ngày xách ba lô lên và đi và ngắm nước non mình thôi. Trước giờ má tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, trong làng, xa nhất là thành phố này. Mỗi dịp má lên thăm tôi. Chưa bao giờ má được đi du lịch đâu xa. Đêm trước ngày đi du lịch, má tôi không sao ngủ được, cứ lo lắng chằn chọc. Tôi hỏi má sao không ngủ, má đáp, má nôn quá, không biết cảm giác ngồi máy bay thế nào ha, có giống đi xuồng xứ mình không, má lo lắng dễ sợ. Tôi cười và ôm má thật chặt, chợt nhớ ngày nào trước mỗi chuyến đi xa, tôi cũng bồn chồn, cũng nôn nao, lo lắng như má bây giờ vậy. Tôi nói má ngủ đi để lấy sức, hành trình sẽ rất dài. Giờ tôi không giàu nhưng có điều kiện để đưa má đi chơi một chuyến, để má biết được quê hương mình đẹp đến độ nào. Khoảng khắc ngồi trên máy bay nhìn mây bay ngoài ô cửa, rồi khi má đứng trước biển xanh cát trắng nắng vàng, ngắm núi đồi hùng vĩ trong một sáng sương mờ, tôi thấy mắt má long lanh, một niềm hạnh phúc len lỏi trong tôi. Tôi siết tay má thật chặt. Xưa má dẫn tôi đi qua bao chông gai cuộc đời, giờ này má đã già nua, tôi cõng má đi ngắm nước non mình, ngắm núi, sông, đồng, biển. Tôi chợt nhớ bài thơ năm nào mình đã viết về quê hương, về gia đình, về ước ao một lần được đưa má đi khắp đất nước. Bài học đầu đời là đất nước tình yêu, mái ngói đơn sơ, những mùa vàng rơm rạ. Ba tảo tần má một đời vất vả, nuôi lớn con thơ bằng đụm khói lam chiều. Bài học đầu đời là đất nước lời du, mai lớn khôn con chu du khắp mọi miền xứ sở, mai lớn khôn con thay má làm tròn giấc mơ một thuở, xách ba lô lên và đi và ngắm nước non mình. Tôi chỉ mong má con tôi sẽ có thêm nhiều trải nghiệm cùng nhau. Trong tim tôi, bây giờ má tôi, Cubin và đất nước là những điều tuyệt vời, đẹp đẽ và ý nghĩa nhất. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Tại sao về già không nên đi thăm viếng ai? Dù nam hay nữ cũng nên biết còn sống khỏe và thọ lâu. Thưa quý vị, người Việt Nam coi nghĩa tử là nghĩa tận, nên trong nhiều trường hợp, người có sức đề kháng yếu vẫn phải đi viếng đám ma. Theo quan niệm dân gian, người có bệnh, ốm yếu, trẻ em, phụ nữ mang bầu, tốt nhất là không nên đến viếng đám tang. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hương, nguyên phụ trách khoa u biếu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, thì những người cần kiêng kỵ đi viếng đám ma, trước hết phải kể đến là nhóm người quá mẫn cảm với hơi lạnh. Bởi thực tế, có những người cứ đi viếng đám ma về là nhức mỏi. Đặc biệt, một số người mắc các bệnh mũi xoang, xương khớp mãn tính. Bên cạnh đó, một số người khác mang nặng yếu tố tâm lý, stress, kích xúc do thương cảm người chết, tự cơ thể sinh ra các enzyme phản ứng ngược lại. Phụ nữ có thai, những người bệnh tâm thần, mắc bệnh trầm cảm hoặc trạng thái thần kinh u ám cũng không nên trực tiếp viếng đám ma. Thực tế cho thấy, người Việt Nam nặng tình, coi nghĩa tử là nghĩa tận, nên trong nhiều trường hợp, người có sức đề kháng yếu vẫn phải đi viếng đám ma. Để hạn chế hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hương, người đến viếng ngay khi nhận được tin báo chết là viếng luôn, tốt nhất là trước 6 giờ hoặc sau khi đã khâm niệm. Trả lời phóng viên, về mặt khoa học, liệu có hay không việc đi dự đám tang làm cho bệnh ung thư di căn nhanh tái phát không? Bác sĩ Nguyễn Xuân Phương cho hay, việc đi dự tang lễ làm cho bệnh ung thư di căn nhanh, tái phát lại hoàn toàn không có cơ sở. Di căn là đặc điểm tiến triển tự nhiên của bệnh ung thư. Không chịu tác động của việc đi dự tang lễ hay không, bệnh ung thư sau khi đã được điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật, hóa trị liệu, xạ trị chuẩn, miễn dịch trị liệu nhắm trúng đích, sau 5 năm không tái phát tại chỗ thì được gọi là khỏi. Ung thư là bệnh ác tính, không mang tính lây nhiễm từ người này qua người khác.
việc ăn uống sinh hoạt chung với người bệnh không bị lây bệnh. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hương, cần đấu tranh bài bỏ hủ tục để xác chết quá lâu. Có những gia đình để hàng tuần mà không có các phương pháp khoa học như ủ đông, khâm liệm. Đặc biệt đối với dân tộc thiểu số, khi đi viếng đám ma, mọi người nên mặc quần áo chỉnh tề, màu đen hoặc xám, sức dầu gió vào các huyệt ấn đường, thiên đột, phong trì, vân vân. Thắp hương chia buồn xong thì về, không ăn uống nhậu nhẹt. Trong dân gian có kinh nghiệm cho rằng, khi phải đi dự đám tang hoặc đưa tiễn người mất về nơi an nghỉ ở nghĩa trang, tốt nhất nên mang theo người củ tỏi hay quả bồ kết. Một số nơi đặt sẵn ở góc nhà một lò than đốt vỏ bưởi và quả bồ kết để trừ uế khí. Hoặc nếu nhà có vườn rộng thì thường đốt đống lửa ở góc vườn. Đặt nồi nước lá bưởi, lá chanh, lá ngũ vị để mọi người rửa hơ liên tục. Hoặc phun tinh dầu xả cho hơi nóng và hương thơm lan tỏa giúp diệt khuẩn, xua đi tà khí. Ngoài ra, với những người có con nhỏ, tốt nhất là sau khi đi đám tang về nên hơ qua lửa, cả mặt, tay và vùng thân trước. Rửa mặt mũi sạch sẽ, thay quần áo rồi mới bế trẻ. Từ xa xưa, ta đã được dạy không ít lần về những điều kiêng kỵ khi đi đám ma. Việc kiêng kỵ này không chỉ đối với người thân gia đình có đám hiếu, mà ngay cả những vị khách tham dự cũng cần lưu ý để tránh rước họa vào thân. Khi đi viếng đám tang, 1. Không diện trang phục nhiều màu sắc quá lòe loẹt. Khi viếng đám tang, bạn cần chọn những trang phục có tông màu trầm như đen hoặc trắng. Bên cạnh đó, trang phục phải lịch sự, kín đáo. Tuyệt đối không được diện những trang phục có màu sắc quá sặc sỡ hay khoét hở tạo cảm giác phản cảm cho người nhìn và ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của buổi lễ. 2. Không được thề thốt với người đã mất. Khi tham dự đám tang, tuyệt đối không bao giờ được hứa hẹn hay thề thốt bất kỳ điều gì với người đã khuất. Đặc biệt là thề thốt nhưng không thực hiện được. Họ có thể sẽ đi theo bạn vì chính lời hứa hẹn đó. Chưa kể, việc thất hứa với người mất cũng là điều mà bạn không nên phạm phải. Đến tang lễ, bạn chỉ nên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn của người mất được ra đi thanh thản và sớm được siêu thoát. 3. Không để chuông điện thoại quá lớn ở đám tang. Trước khi đi đám viếng, bạn cần kiểm tra điện thoại xem đã cài đặt trạng thái im lặng hay chưa. Hoặc để tránh bỏ lỡ việc quan trọng, bạn cũng cần điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp để tránh gây ồn ào trong buổi lễ. Và điều tệ nhất là nếu bạn cài nhạc chuông vui nhộn thì chắc hẳn sẽ nhận được ánh mắt không thiện cảm từ những người xung quanh. 4. Không nói chuyện lớn tiếng ở tang lễ. Khi tham dự tang lễ, bạn cũng không nên cười nói quá lớn, đặc biệt không được đùa giỡn, trêu ghẹo dưới bất kỳ hình thức nào. Việc này không chỉ thể hiện bạn là người thiếu văn hóa mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến không khí tang lễ. 5. Tránh việc rơi nước mắt khi khâm liệm. Khi khâm liệm người mất, bạn không được để nước mắt của mình dính vào người mất. Theo quan niệm tâm linh, điều này sẽ khiến con cháu làm ăn khó khăn và người mất khó an lòng. Chính vì thế, khi tham dự tang lễ, dù sự việc đau lòng nhưng bạn cần tránh rơi nước mắt ở nơi gần người mất, đặc biệt là tránh để nước mắt rơi vào thi hài. 6. Không được khen người quá cố đẹp trai, đẹp gái. Nếu đi đám tang, người mất có khuôn mặt phúc hậu, ưa nhìn thì bạn cũng không được khen, dù chỉ là lời bâng quơ. Theo quan niệm của ông bà ta từ xưa, nếu khen thì họ sẽ đi theo mình. Do đó, bạn hãy lưu ý điều này khi tham dự tang lễ nhé. Sau khi đi viếng đám tang, 1. Tránh thăm nhà người khác sau khi tham dự đám tang về. Sau khi viếng đám tang thì bạn tuyệt đối không ghé thăm bất kỳ nhà nào khác, dù có việc gấp hay thế nào đi chăng nữa. Hãy đi thẳng về nhà, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới tiếp tục thực hiện những việc khác bạn nhé. Bạn cũng không nên kiểm tra chuồng trại ngay khi vừa đi đám tang về, vì điều này có thể khiến cho vật nuôi bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân. 2. Đốt vía sau khi đã dự đám tang. Điều kiêng kỵ khi đi đám tang mà nhất định bạn phải làm đó là đốt vía sau khi dự đám tang về. Tại đám tang thường mang nặng âm khí, rất dễ gây bệnh, nhiễm khuẩn. Vì vậy những người có sức khỏe yếu khi đi dự đám tang về đôi lúc sẽ khiến sức khỏe trở nên tệ hơn. Nếu không thể không tham dự đám tang, bạn cần đốt vía bằng than, vỏ bưởi và bồ kết
để loại bỏ đi phần nào âm khí. Ngoài cách này, bạn có thể đun một nồi nước cùng với lá chanh, lá bưởi hay sử dụng tinh dầu chanh xả để xua đi khí lạnh. Hiện nay ở nhiều nơi tổ chức tang lễ, họ thường đốt vỏ bưởi hoặc bồ kết liên tục trong thời gian cử hành tang lễ. Cách này sẽ giúp giải trừ uế khí và mọi người sau khi tham dự đám tang cũng có thể giảm phần nào khí lạnh vây quanh. 3. Hạn chế tiếp xúc người thân sau khi dự đám tang. Sau khi đi đám tang về, bạn không nên tiếp xúc ngay với trẻ em, người có tuổi, sức đề kháng yếu hay phụ nữ có thai hoặc những người đang bị bệnh. Hãy tắm rửa, hơ người trước khi tiếp xúc với người thân của mình, bạn nhé! Những việc nên làm sau khi viếng đám tang. Sau khi đi viếng đám tang về, bạn nên làm những việc sau đây. Đặt sẵn ở cửa ra vào một lò than ấm, đốt vỏ bưởi và quả bồ kết để trừ uế khí. Hơi nóng của than và hương thơm của khói bưởi bồ kết có thể hỗ trợ sát khuẩn môi trường, đồng thời giúp thân nhiệt của bạn được cân bằng, ổn định và giảm khả năng nhiễm khuẩn. Uống rượu tỏi hoặc ngậm gừng sống sau khi đến đám tang cũng giúp bạn giảm khí lạnh trong người và nhanh chóng làm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hơ người bằng lửa ấm, thay quần áo và hạn chế tiếp xúc với người có đề kháng yếu. Bỏ vài nhánh tỏi vào túi quần hoặc bôi dầu lên cơ thể để bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn được phát tán trong không khí. Làm sạch quần áo, không mặc lại hay giữ lâu bộ quần áo đi đám tang trên cơ thể. Trong tang lễ đông đúc, chật chội sẽ có nhiều vi khuẩn bám vào quần áo. Việc giặt sạch quần áo có tác dụng tẩy sạch các loại vi khuẩn và giúp cơ thể không bị nhiễm bệnh. Quý vị thân mến, nhiều người truyền nhau rằng bị bệnh ung thư hoặc khỏi bệnh không nên đi đám ma, cải táng vì hơi lạnh người mới chết, rất độc, sẽ làm bệnh tái phát. Liệu có hay không việc đi dự đám tang làm cho bệnh ung thư di căn nhanh, tái phát? Chị Nguyễn Hường ở Hà Nội tâm sự, cách đây 2 năm, chị điều trị căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 2. Cùng phòng chị có một người mắc ung thư vòm họng đã xạ trị một thời gian, sức khỏe cải thiện đáng kể. Khi một người cùng họ mất, chị ấy về dự đám tang. Sau đó chị lên Hà Nội xạ trị tiếp. Nhưng chưa hết đợt xạ trị, sức khỏe chị yếu hơn và kiểm tra sức khỏe thấy các khối u bỗng nhiên di căn rất nhanh. Mọi người trong phòng đều cho rằng do chị đã đi đám ma. Từ đó mọi người đều bảo nhau bị ung thư không nên đi đám ma. Dù không biết đúng hay sai, nhưng bản thân chị mấy năm nay điều trị xạ trị, căn bệnh ung thư của chị đã có tiến triển tốt và như nhiều người, chị cũng không dám đến các đám hiếu vì lo sợ bệnh ung thư di căn nhanh hoặc tái phát trở lại vì hơi độc của đám ma. Trong dân gian từ lâu vẫn quan niệm rằng hơi lạnh tỏa ra từ người chết sẽ nhiễm vào những người đi đám ma, gây bệnh nếu cơ thể không đủ sức chống đỡ. Chính vì vậy, những người có sức đề kháng kém như trẻ nhỏ, người già đang mang bệnh, phụ nữ có thai, mắc ung thư, được khuyên không nên đi đám ma, kẻo nhiễm hơi lạnh người chết. Về mặt khoa học, liệu có hay không việc đi dự đám tang làm cho bệnh ung thư di căn nhanh, tái phát? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Diệu Linh, Bệnh viện Ca Trung ương cho rằng, không có chuyện đi dự đám tang làm cho bệnh tế bào ung thư di căn nhanh hay bệnh ung thư tái phát trở lại. Một trong những đặc tính của bệnh ung thư là tái phát và di căn. Ở giai đoạn sớm, nhiều loại ung thư có khả năng điều trị thành công cao và nguy cơ tái phát ít, nhưng không ai dám chắc sẽ diệt được tế bào ung thư cuối cùng. Khi đã chữa ung thư, người bệnh cần luôn tuân thủ việc tái khám. Về trường hợp phát bệnh ung thư sau đám tang hay tử vong và di căn sau khi đi đám tang, chẳng qua là trùng nhau, chứ vía lạnh không có ảnh hưởng gì. Cảm giác mệt mỏi mà những người bệnh nhận thấy sau khi dự đám tang là do ảnh hưởng về mặt tâm lý. Đây cũng là cảm giác xảy ra không chỉ với người bệnh ung thư mà với bất cứ người nào, bởi không khí u buồn nặng nề ở đám tang sẽ ám ảnh tâm lý. Khi bệnh nhân suy sụp, thể trạng yếu sẽ tạo cơ hội khiến tế bào ung thư càng phát triển nhanh chóng hơn. Theo các nhà khoa học, ngoài việc tham dự một đám tang có thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng, người bệnh vốn dĩ sức đề kháng kém nên khi đi đám ma dễ bị bệnh. Những người tử vong do bệnh là lúc vi khuẩn thoát ra nhiều nhất.
những người mắc ung thư khi đi đám tang không nên vật vã, đau buồn quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi tinh thần vững, sức khỏe tốt thì việc đi lễ hiếu này hoàn toàn không đáng lo sợ. Bệnh ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhiều bệnh. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách thì khả năng chữa khỏi rất cao, có thể lên tới trên 90% như ung thư cổ tử cung, ung thư vú. Hiện có nhiều phương pháp điều trị ung thư như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật. Nhưng để chữa trị trúng đích, cần phải xác định được đó là loại bệnh gì thì mới có phương pháp điều trị phù hợp. Do đó, mọi người cần tầm soát sớm, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện kịp thời. Quý vị thân mến, Tết Thanh Minh còn được gọi là ngày tảo mộ. Vào ngày này, việc lựa chọn người đại diện gia đình đi thăm mộ tổ tiên vô cùng quan trọng. Dân gian tin rằng mồ mả tổ tiên có liên quan đến sự thăng trầm, thịnh suy của các thế hệ mai sau. Vì vậy, một năm ba lần, con cháu thường đến mộ phần ông bà tổ tiên thăm viếng, cúng tế và dọn dẹp sửa sang, để ông bà tổ tiên yên lòng nơi chín suối và phù hộ cháu con bình an, may mắn. Theo quan niệm dân gian, có 5 người không nên đi tảo mộ dịp Tết Thanh Minh. Đó là người không có quan hệ huyết thống với gia đình, người già ốm, trẻ nhỏ, người con rể và cuối cùng là phụ nữ có thai. 5 người sẽ không đi viếng mộ trong dịp Tết Thanh Minh mà người xưa đã dạy đó là 1. Trẻ em dưới 7 tuổi và người già trên 80 tuổi. Có một phong tục dân gian nói rằng trẻ em dưới 7 tuổi không nên đến nghĩa trang, nơi có nhiều âm khí. Trẻ em từ 0 đến 3 tuổi không thích hợp đến nghĩa trang vì trường khí trẻ con quá yếu. Những trường hợp thật sự cần phải đi thì ít nhất phải mặc áo dài đỏ trên người. Một là để báo hỷ với tổ tiên, để tổ tiên biết có thêm con cháu, thêm niềm vui cho gia đình. Thứ hai là để xua đuổi tà và không để những thứ không tốt xâm phạm. Ngoài ra, nên mang theo những thứ có dương khí mạnh và có tác dụng đuổi tà như tỏi và hương liệu. Còn những người trên 80 tuổi, do từ trường người già rất yếu nên sau khi tảo mộ, dễ gặp vấn đề về thể chất nên không thích hợp đi. 2. Phụ nữ mang thai. Việc phụ nữ mang thai đi tảo mộ, thăm viếng mộ là không phù hợp vì không thích hợp với thai nhi mới sinh ra mà phải tiếp xúc quá sớm với những thứ như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp thai phụ thực sự cần phải đi tảo mộ, viếng mộ thì nên quấn bụng bầu của mình bằng một tấm vải đỏ và mang theo những thứ có thể đuổi tà như tỏi và hương liệu. 3. Những người không khỏe. Những người có thể trạng tương đối yếu như người bị cảm lạnh, người bệnh nặng, người mới khỏi bệnh nặng, người vừa phẫu thuật xong thường rất dễ hấp thụ trường khí xấu nếu đi tảo mộ vào thời điểm này. 4. Những người đang đối mặt với việc chia tài sản gia đình. Những người đang tranh cãi về việc chia tài sản trong gia đình thì nên tránh đi tảo mộ. Theo phong tục dân gian là tránh chọc giận tổ tiên. Theo khoa học thì khi bạn tích tụ oán hận trong lòng sẽ dễ bị hút từ trường âm mạnh hơn, sẽ không phù hợp để đi tảo mộ. 5. Con rể đều không đi thăm mộ. Đây không phải là sự chối bỏ con rể mà là sự xem xét những phong tục truyền thống sâu sắc và quan niệm xã hội. Trong di sản văn hóa, quan niệm gia đình đóng vai trò quyết định. Gia đình là sợi dây gắn kết máu thịt và tình cảm, đồng thời là nơi nuôi dưỡng tinh thần và niềm tin. Hoạt động hiến tế là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong gia đình, mang theo sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời cũng thể hiện sự gắn kết, lực hướng tâm giữa các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm truyền thống, con rể tuy đã trở thành người trong gia đình nhưng vẫn là người ngoài cuộc và có quan hệ huyết thống tương đối xa với gia đình. Vì vậy, trong thời điểm thờ cúng tổ tiên trang trọng và thiêng liêng này, việc tham gia vào các hoạt động cúng tế của gia đình là không phù hợp. Điều này không có ý coi thường hay phân biệt đối xử với con rể, mà thể hiện sự tôn trọng và duy trì truyền thống, phong tục gia đình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con rể không có địa vị trong gia đình. Trong xã hội hiện đại, với sự cởi mở và tiến bộ dần của các quan niệm, vai trò địa vị của con rể trong gia đình ngày càng được thừa nhận và coi trọng. Chúng ta
nên nhìn nhận vai trò địa vị của con rể trong các hoạt động tế tự của gia đình bằng cái tâm cởi mở và bao dung. Chúng ta không chỉ nên tôn trọng phong tục truyền thống và quan niệm xã hội mà còn phải chú ý đến những thay đổi và tiến bộ của xã hội hiện đại. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể duy trì truyền thống gia đình, đồng thời giúp gia đình tỏa ra sức sống mới trong xã hội hiện đại. Ngoài 5 người trên không thích hợp với việc tảo mộ, những người không phải người trong gia đình, kể cả bạn bè nam nữ hoặc cấp dưới của cấp trên, cũng không thích hợp đến tảo mộ. Khi tham gia quá trình viếng mộ, ngoài việc chú ý đến danh tính và vai trò của những người tham gia, còn có một số điều cần lưu ý. Việc sờ mó, nói bậy, tự ý dẫm đạp lên mộ người khác, bình phẩm về thiết kế nghĩa trang, chân dung bia mộ, tiểu tiện, chụp ảnh trong nghĩa trang đều là những hành động tuyệt đối không nên làm. Những lời nói thô tục này không những không tôn trọng người đã khuất mà còn có thể tạo thành trường khí xấu và dễ gây họa. Như vậy, trong lễ hội thanh minh mỗi năm, chúng ta phải chú ý hơn đến việc kế thừa văn hóa truyền thống và vun đắp sự gắn kết gia đình. Bằng cách tuân theo những phong tục và truyền thống, chúng ta không chỉ có thể thể hiện tốt hơn lòng kính trọng và tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mà còn thúc đẩy sự hòa thuận và đoàn kết trong gia đình. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bông hoa thủy tinh. Xe đám nhỏ tranh nhau rút tay khỏi lòng bàn tay bé quặn trò. Chỉ riêng một mình Trang chậm gì còn dính lại. Tiếng tách khô khốc vang lên, cả đám hò hét chọc quê con nhỏ lêu lêu chậm quá xá. Trang ngơ ngác, người nóng lạnh lên từng cơn, mồ hôi rịn ra khắp tấm lưng còng queo như chữ C. Cơn đau bất ngờ kéo tới, xé tan thân hình nhỏ xíu. Ủa, chuyện gì vậy nè? Về nhà bận đó, Trang mới biết năm ngón tay em vừa gãy vụn. Ba má chở em thẳng lên Sài Gòn. Đó là lần đầu tiên em nghe tới tên căn bệnh kỳ lạ, xương thủy tinh. Hồi mới sanh, Trang cũng là đứa nhỏ bình thường. Vài tháng tuổi, hôm đó mẹ ẵm lên thấy chân con mềm nhũn. Mẹ hoảng hồn, cả hai chân đều gãy lìa. Y học hồi đó chưa phát triển, bác sĩ ở tỉnh nhìn đứa bé xương sống siêu vẹo, cặp mắt lồ lộ, xương hàm nhô ra, tay chân lỏng khổng, chuẩn đoán là em bị chất độc da cam, dặn phải theo dõi kỹ. Em lớn lên, đầu óc non dại, chỉ nghĩ mình bệnh, đi đứng không được mà thôi. Em chưa cảm nhận được rõ ràng bất hạnh là gì, hồn nhiên như bao bé gái khác. Sau lần biết tên bệnh, 6 tuổi đầu, Trang mới biết cuộc đời cay nghiệt cỡ nào. Cái tên bệnh xương thủy tinh nghe hoa mỹ, nhưng nó là căn bệnh đột biến nhiễm sắc thể vô cùng khủng khiếp. Nhẹ thì tay chân yếu xìu, vừa thì xương khớp dễ gãy khó lành. Chứ nặng thì cả người teo tóp, ngoại hình biến dạng, thể chất mong manh như cọng tóc. Trang là dạng nặng nhất, mất khả năng đi lại, xương sống siêu vẹo, không thể ngồi lâu, không thể cử động bình thường. Trang không nhớ nổi mình gãy bao nhiêu lần xương trong đời, gần như xương chỗ nào cũng từng gãy nứt. Những cơn đau như chết đi sống lại, như bầy trâu hoang dẫm qua người vậy. Những lần gãy xương đùi là khủng khiếp nhất. Nỗi đau dày vò em 5-6 tháng liền, tới nỗi hắt xì mạnh, có khi xương sườn cũng gãy. Những cơn đau nối tiếp nhau vùi dập thân thể nhỏ bé của em. Nhiều tới nỗi Trang dần thấy gãy xương cũng bình thường như việc hít thở, ăn uống. Nhưng cái đau thể xác xá gì với nỗi đau tinh thần? Người ta ở đâu không biết, kéo tới sầm xì, coi mặt đứa con gái bệnh lạ. Họ coi như khỉ trong sở thú. Có người còn độc mồm độc miệng chỉ trỏ nói, chắc bà má nó ăn ở ác nhân thất đức nên đẻ con thế này. Ủa? Trang có tội gì mà phải chịu như vậy? Trong khi con nít trong xóm rủ nhau cắp sách tới trường, em nằm ở nhà ôm cái tay gãy lìa, sau khi cái chân vừa liền lại. Em thấy mình thật vô dụng, làm khổ gia đình phải chăm sóc, làm lụng cực khổ để nuôi đứa tật nguyền như em.
Trời cướp hết của em quyền được làm con người bình thường, nhưng trời đền cho em đầu óc thông minh và sự lạc quan sáng rực. Trang đọc sách nhiều lắm, nhất là sách truyền cảm hứng, rồi dần thấu suốt hết căn nguyên của sự đau khổ. Người ta nói, bậc chân như muốn đắc đạo phải đi qua hết hỷ nộ ái ố, tham sân si. Có lẽ em đã lê tấm thân nhỏ nhắn bất toại qua gần hết hố sâu tối đen của cuộc đời rồi. Kiến thức và chữ nghĩa từ sách báo đã giúp em vượt qua trận bão tiêu cực. 10 tuổi, em thấy mình hết tự ti và mặc cảm. Em bỏ ngoài tai tiếng xì xầm, bỏ ngoài mắt những cái nhìn khinh miệt. Em vượt qua nỗi đau thể xác mỗi lần gãy xương như chiếc thuyền con leo qua những cơn sóng lớn. Em cũng nuôi lòng sáng, muốn sống như người bình thường, muốn mình có giá trị trên đời, chứ không phải là một cục nợ. Trong khi những đứa trẻ bằng trang lứa em còn vô lo vô nghĩ, chưa hề màng gì tới ý nghĩa đời mình. Rồi em gặp đôi chân. Dì Hai, một người dưng hồng ruột già. Ba mẹ Trang đi làm vất vả để nuôi con bệnh, không có thì giờ theo sát em, nên cậy nhờ gửi em cho dì Hai. Dì có nghề làm nhang, nhà tốt trong miệt quê, đồng ý cho em tịnh dưỡng. Dì Hai hồng có gia đình, hiền như cục đất, nhận đứa nhỏ ốm yếu về mà ôm như cục vàng. Dì xuất gia nên lòng thương của dì mênh mông như biển trời. Dì mua cái ghế mụ, lọ mọ buộc vào yên sau xe đạp, chở em đi khắp nơi. Dì chỉ cho em dòng sông con đò, bầu trời đám mây, đồng ruộng vườn cây. Chỉ cho em cái đẹp của đời sống con người, chứ không phải cuộc đời này chỉ có khổ đau tủi nhục. Trang sống trong tình thương của bà mẹ quê, nuôi thêm trong lòng một khối tình yêu nóng ấm. Bữa đó có người chị tới thăm. Chị kể về việc đang làm từ thiện, quyên góp giúp trẻ mồ côi, người già neo đơn và các bệnh nhân nan y nghèo. Chị lo nhiều chuyện bận rộn xung quanh việc cứu trợ đang khẩn cấp. Bé Trang khi ấy mới 10 tuổi, nói gọn hơ, mắt sáng lên tự tin. Em đi với. Sau bao nhiêu cản ngăn lo lắng dằn vặt của người nhà, đứa con nít ốm yếu bệnh đầy mình lọt thỏm ở yên sau xe máy, le lỏi theo dì Hai vào các miệt để cứu trợ, giúp thêm cho người chị. Dì Hai không biết lái xe nên nhờ người chở dì và em. Dì sợ em ngã, ẵm em suốt trên đường, tay mỏi nhừ mà vẫn dáng. Người ta thất thần không hiểu sao đứa bé thế này tham gia được các cuộc từ thiện. Đứa bé mà chỉ có một cái ổ gà trên đường cũng có thể làm tay chân nó gãy lìa. Em ngồi co ro như con gấu bông ở khu vực đại biểu, thăm hỏi và tặng quà cho các hoàn cảnh. Nhiều người nghĩ thoáng qua trong đầu, con bé nó còn đáng thương hơn mình mà lại đi cứu trợ mình. Phần quà do gia đình và người quen quyên góp cũng nhỏ, thường thì một số tiền, vài ký gạo, thùng mì gói. Nhưng hình ảnh con bé mong manh như sợi tóc đi cứu trợ mới chính là liều thuốc thần kỳ nhất chảy vào trái tim những người lớn. Lá lành đùm lá rách, vậy mà cái lá nhỏ xíu nhỏ nhĩ này vẫn xanh mướt như ngọc, màu xanh lan sang những cái lá vàng úa khác. Trang rong ruổi đi từ thiện cùng dì Hai suốt 10 năm dòng. Có lúc tai nạn, em té xuống xe, nghe xương đùi kêu rắc thẳng thốt. Xương vừa liền lại, em lại ngồi vắt vẻo trên xe mà đi tiếp. Hai dì cháu đi khắp từ vùng này sang vùng nọ, thấm trong lòng nỗi khổ của những mảnh đời khác nhau. Tự nhiên em thấy đời mình vẫn còn đẹp quá. Hình như em vừa giúp người khác, vừa giúp bản thân chữa lành vết thương lòng. Khi Trang tròn 20, căn bệnh trở nặng. Dù rất muốn nhưng em không thể đi nổi. Bây giờ em làm từ thiện từ xa và bắt đầu tìm thứ khác để khẳng định sự tồn tại bình thường của mình trên đời. Ai lớn cũng phải đi làm nuôi thân. Em cũng đã lớn, phải làm gì đây? Người bình thường mơ ước cao xa, em chỉ mơ được làm người bình thường. Em xem trên mạng thấy người ta làm hoa bằng giấy đẹp quá, vật liệu rẻ tiền, cách làm đơn giản, ngồi một chỗ là làm được.
Trang giấu ba mẹ, tự để dành tiền mua giấy màu, kéo keo dán về làm thử. Tới khi bắt tay vào, em mới hiểu là khó kinh khủng. Cầm kéo lên là nỗi sợ gãy ngón khi cắt giấy. Việc đơn giản ai cũng làm được trong vài giây là cắt một tờ giấy, em phải mất 15 phút. Những ngón tay run rẩy, những đốt xương nhói đau, nước mắt trào ra. Tới khi chịu không nổi, em phải buông kéo. Thấy tờ giấy còn nguyên mà tim em như rách tan ra hàng vạn mảnh nhỏ. Em không thể làm được việc đơn giản như trò chơi con nít này sao? Em nhớ tới ba mẹ, nhớ tới dì hai, nhớ tới mấy đứa trẻ chạy thận đau giật đùng đùng trên giường bệnh. Nhớ tới những ông bà lão ung thư teo tóp như bộ xương khô. Em nhớ tới nhiều đôi mắt, từ tròn to sáng cho tới đục ngầu trắng dã. Và rồi Trang cầm kéo lên làm tiếp. Sau gần 4 tháng, em đã làm được chậu hoa hồng giấy hoàn chỉnh, bán cho người quen được 50.000. Đồng tiền đầu tiên trong đời em kiếm được hoàn toàn bằng sức lực của một mình em. Những bông hoa giấy lần lượt nảy mầm bằng mồ hôi và nước mắt, bằng những đốt xương gãy và bằng sự kiên cường của cô gái miền Tây tí hon. Hoa hồng, hoa cúc, hướng dương, hoa sen, hoa lan, em làm được hết. Em tỉ mẩn trau chuốt những đóa hoa để trong chậu rung rinh theo gió, mà nhìn cứ tưởng hoa thật. Tới khi chạm vào, người ta mới ồ lên bằng giấy. Em có sự tinh tế trời sinh, nhìn hoa thấy rõ ràng trong đó mạch sống, tâm hồn của hoa. Em cảm nhận được luồng diệp lục trong gân lá, những cái lông tơ trên cánh, những nét nhạt phai chuyển sắc. Em thổi hồn vào từng tác phẩm. Hoa Trang làm càng lúc càng phức tạp. Em vẽ gân, cắt tỉa, uốn cánh, tô màu. Hoa có nhị, có đài, có cành, có gân li ti như thật. Tiếng lành đồn xa, người ta đặt hoa quá chừng. Có bữa đơn về nhiều, em mừng rơi nước mắt. Gia đình sửa sang lại nhà trước làm tiệm cho em bán hàng và cửa hàng hoa giấy ra đời. Một thời gian, tự nhiên người ta thấy em như lột xác. Dù vẫn bệnh nan y, nhưng em đẹp lên hẳn. Trang ăn mặc có gu, trang điểm khi gặp khách, cắt tóc mang kính gọn gàng. Em chơi mạng xã hội, kể chuyện bệnh tình, có làm cả vlog nữa. Trang nói, em là con gái, em cũng có quyền đẹp, quyền có bạn bè khắp nơi. Em tham gia các hội nhóm người khuyết tật, khuyến khích bà con mua đồ thủ công của các bạn để giúp mọi người có kế sinh nhai. Nhưng đường đi đẹp mà không bằng phẳng. Bữa đó, Trang thấy trên mũi dì hai có vết thương hở miệng mãi không lành. Em chột dạ, kêu dì đi khám. Sợ ba mẹ lo, em giấu nhẹm. Dì hai kiểu người nhà quê có biết gì đâu. Nghe lời cháu, dì một mình lên thành phố khám. Bác sĩ gọi về nói, dì ung thư da. Trang nghe cả bầu trời như sụp xuống. Bây giờ phải làm sao? Khóc lóc thao thức cả đêm, Trang đọc các bài viết về ung thư da. Em nói với chính mình, dì hai là đôi chân của em suốt bao nhiêu năm. Bây giờ tới lượt, em phải lo cho dì. Cái chân bệnh thì cái tay lo. Em với dì hai tuy hai mà một, em phải giúp dì. Nhưng giúp kiểu nào bây giờ? Ai đưa dì đi lấy sinh thiết, ghép da, nằm viện? Ai động viên dì qua cơn đau? Ai báo hiếu dì giúp em bây giờ? Rồi như tự nhiên, bỗng chợt hiện ra những người tốt. Bác sĩ, y tá, điều dưỡng ở viện chuyển tai nhau, chuyển con bé bệnh xương thủy tinh, nuôi người dì bệnh ung thư. Những tình nguyện viên không biết là ai tới lo liệu cho dì từ đầu tới cuối, nhiệt tình như là ruột thịt. Người lo ăn, người lo chỗ ở, người lo giấy tờ thủ tục. Phẫu thuật thành công, tới lúc dì hai về gặp lại Trang, dì mới được biết là mình vừa được cứu chữa khỏi ung thư. Có lần người bạn hỏi Trang, qua bao nhiêu chuyện khổ đau có thể làm gục ngã bất cứ ai mạnh mẽ, em có bao giờ nghĩ tới cái chết chưa? Cô gái nhỏ cười trong vắt như bông hoa thủy tinh. Không anh, chưa hề có.